Chào mọi người, hôm nay mình ở nhà mình lại làm cho mọi người xem một món mới nhá. Ở nhà có cây sấu chua này, đang ra quả, đang vào mùa chuẩn bị thu hoạch. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, mình sẽ cho cây sấu này chảy mấy vài chùm về làm món chẩm chéo sấu chua cho mọi người nhé. Nào đi cùng mình. Cho mọi người xem nhá, thành quả này nên chảy một lúc, toàn sấu ngon sấu tươi nhá. Tiện thể đây ai mà thích ăn sấu cũng như còn sấu là comment mình ở dưới nhá, nhà mình bán. Được rồi, rồi giờ về đi làm thôi. Nguyên liệu đây nhá cả nhà nhá, đi một vòng chợ quê luôn kiếm mới đủ được cái tần này nguyên liệu. Bây giờ mùa này, bởi vì mùa này này là kiếm cái bắp này rất là hiếm luôn. Ở đây thì cái bắp mùa này nó nóng quá, đâm ra nó không trồng được cái bắp này. Để mình cái bắp này ở trên Sapa nó nhập về. Đây thì bình thường là cái món chẩm chéo này người ta hen kèm với cả củ đậu, nhưng mà hôm nay mình đi cả chợ không thấy hàng củ đậu nào, nên mình sẽ thay bằng cái cùi của cái dưa chuột già tí nhá, ăn cũng mát cũng giòn. Rồi. Nguyên liệu thì cũng có sấu chua này, vừa chảy cây, xoài xanh cũng vừa chảy luôn, dừa này, đó thấy không, dừa, tỏi tây, cái bắp và mùi. Thì giờ mình sẽ đi làm cái nguyên liệu này cái, thì hơi mất thời gian tí, thì các bạn đợi một chút, trong một lát nữa mình sẽ review cho mọi người xem cách ăn cái chẩm chéo và thưởng thức nó nhá. Rồi chuẩn bị nguyên liệu xong rồi nhé mọi người nhá. Giờ là mình hướng dẫn mọi người làm chẩm chéo. Thì bắt đầu là mọi người dùng bắp cải này, lá bắp cải lon này để cuốn bên ngoài, cho một ít dưa chuột, cùi dưa chuột, cùi nhá, ăn cho nó giòn, nó mát. Hay là chuối xanh này, và thêm ít chính này cái chua chua này của chuối xanh. Ai ăn được chua nhiều cho nhiều một tí. Thứ hai là cái mùi. Tiếp theo là cái này. Cái này rất là quan trọng, là ai mà ăn được cái tỏi tây này thì cho nhiều thêm một tí, nó rất là thơm. Nó không có bị hăng đâu nhá. Mọi người nhiều nghĩ là ăn là sẽ bị hăng, nhưng mà lúc mà quyện vào thì ăn không hăng nhà luôn. Thôi, bây giờ mọi người cuộn vào ăn thử nhá. Ồ, mình chọn cái này là nó hơi giòn. Chọn cái lá này cũng lá này hơi giòn rồi. Này nhá. Nước chấm đây mọi người. Nước chấm đây thì làm từ bột ớt ta này, còn mấy cả cho yêu tươi ăn cho cay, ăn với gia vị và chanh nữa nhá. Mình thì mình không ăn mắm, riêng chẩm chéo thì nó không dùng mắm. Rồi, mọi người thử đây. Mà mọi người nhá, nhìn vừa cay vừa chua, chảy nước miếng. Cay quá. Chua ngon và cay nhưng mà nhá, hơi cay một chút. Mình ăn được cay mình vẫn còn thấy cay. Rất ngon, mát, mùa hè mà ăn được cái này rất ngon nhá. Ngon. Mấy từ này đầu tiên ăn hơi hăng một tí, người ai không quen thì thấy hăng, không quen rồi chẩm chéo. Chẩm chéo này mình pha cứ chuẩn lắm, nhưng mà ăn được vừa chua vừa cay nhá. Vừa chua vừa cay điên cơ à. Cảm nhận của hương vị của nó không ấy đâu, không hăng của vị tỏi đâu. Ăn bình thường một tỏi sống này ăn rất hăng, mình cho này bà ăn không ăn. Kể cả bắp cải này, bắp cải này mình thử mát cộng với cả dưa chuột mát. Đi bảo nó làm thế nào. Tỏi tây nhìn thế thôi nhưng mà khi nó ăn nó các vị cộng với nhau mà nó lại không có cái. Thôi, giờ mời mọi người nhá. Review đâu mọi người cái ăn thì đâu. Giờ phải ăn đây thôi. Chưa muộn quá, toái. Mọi người thấy hay thì like với cả đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Còn cái món gì hay thì comment dưới cho mình thử làm với. Chào mọi người.